chơi thôi. Chứ còn để mà nói về cái hôm nay xuống tham quan chăm nhà ấy ký thì vừa anh nó thật ra nói là không có kinh nghiệm. À, anh Ký Hải Dương, nhưng mà là đất bên chủ yếu là tham quan lại cụ địa bay đẹp quá. Cây này phải đứng xa khoảng tầm 6-7 mét này. Bây giờ mới quay được. Đĩa bay Long Triều. Ôm ở dưới vườn em đấy. Đây là cây vũ mai cảm ngọc này. Tôn trọng nét cổ anh, tôn trọng những người đi trước. Như thế nào thì bấm nó gọn gẽ thôi. Nghiên cứu nó tương đối đến khi ông cổ mà nó nghiên cứu nó không tính cái gì. Cái này mình thấy nó chưa có tên. Rất nhiều cây già cổ. Khuôn viên đẹp quá. Để đá ba khoang rất đẹp. Bộ ba sông cổ trời này cũng ra nhìn chẳng nước chẳng dáng đa làm quận vũ. Công viên đẹp quá.